hàng nghìn người Palestine hoảng loạn tìm cách đi về phía nam dải Gaza, sau khi Israel ra lệnh sơ tán khẩn trong 24 giờ. Nhưng rất nhiều người không có nơi nào để đi. Làn sóng di tản diễn ra, sau khi quân đội Israel kêu gọi khoảng 1.1 triệu người Palestine sống ở phía bắc dải Gaza, đi lánh nạn, vì sự an toàn của bản thân trước thềm cuộc tấn công trên bộ cận kề. Bỏ lại nhà cửa phía sau, một số người dân Gaza đi ô tô, nhiều người khác đi bộ. Nhiều người chỉ mang theo vài bọc đồ cá nhân đựng trong túi ni lông. Nhưng đối với hàng nghìn người như Am Hossam, họ chỉ biết đặt câu hỏi, đi đâu? Các cuộc không kích và chết chóc sẽ còn kéo dài bao lâu nữa? Chúng tôi không còn nhà cửa, mọi khu vực ở Gaza đều bị đe dọa, cô gái 29 tuổi nói, khuôn mặt đẫm nước mắt. Chúng tôi kêu gọi các nước Ả Rập bảo vệ chúng tôi. Người Ả Rập ở đâu? Đủ rồi. Những dòng người lũ lượt rời đi. Phần lớn trong số hơn 2 triệu người dân Palestine đã phải sống co cụm tại dải Gaza, vùng lãnh thổ chỉ 365 km vuông dưới chế độ phong tỏa nghiêm ngặt trên không, trên bộ và trên biển do Israel áp đặt kể từ năm 2006. Sau khi các tay súng Hamas lực lượng cai trị dải Gaza từ năm 2007 xông qua biên giới vào Israel hôm 7 tháng 10 và giết chết hơn 1.300 người, Israel đã tiến hành bao vây toàn diện tại đây, cắt toàn bộ nước, điện và thực phẩm. Israel cũng không ngừng ném bom và không kích vào Gaza, khiến khoảng 1.800 người thiệt mạng. Hossam kể với AFP rằng, trước khi có lệnh sơ tán của Israel, cô đang ẩn náu tại nhà một người họ hàng ở phía bắc dải Gaza. Cô ở đó 3 ngày sau khi khu phố nơi cô ở, tại tây bắc thành phố Gaza bị tập kích. Họ nói với tôi rằng ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, cô nói. Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel hủy bỏ lời kêu gọi người dân Gaza sơ tán. Liên Hợp Quốc cho rằng đợt di chuyển như vậy không thể diễn ra mà không gây ra hậu quả nhân đạo tàn khốc. Stephane Dujarric, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cho biết hôm 12 tháng 10. Trong khi đó, máy bay chiến đấu của Israel đã thả hàng nghìn tờ rơi xuống Gaza, kêu gọi người dân di chuyển về phía nam. Quân đội Israel ban đầu tuyên bố thời gian sơ tán là 24 giờ, nhưng sau đó thừa nhận rằng quá trình này có thể mất thời gian. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, John Kirby, cũng nhận định công tác sơ tán 1.1 triệu người trong 24 tiếng là việc khó thực hiện, dù hiểu được động cơ đằng sau là muốn tách biệt người dân thường ra khỏi Hamas. Hamas đã bác bỏ lời kêu gọi sơ tán vì cho rằng đây là tin giả nhằm gây mất đoàn kết. Dù vậy, lực lượng này không cố ngăn chặn, hàng nghìn người đang di chuyển về phía nam. Nhiều người quyết ở lại. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ở lại phía bắc dải Gaza vì không có phương tiện đi lại, và quan trọng hơn là họ không còn nơi nào để đi. Đây là một kẻ thù tàn bạo và điều chúng muốn là khiến người dân phải di tản, Abu Azam, một người dân, nói với AFP. Nhưng lạy Thánh Allah, chúng tôi sẽ kiên định đối mặt nếu mất nhà cửa. Mohammed Khil, 43 tuổi, cũng cho biết tương tự rằng anh sẽ ở lại. Thế giới muốn gì ở chúng tôi? Tôi là người tị nạn ở Gaza và họ lại muốn trục xuất tôi một lần nữa, ông Khil hỏi. Chúng ta sẽ làm gì ở Rafah? Ông hỏi, đề cập đến thành phố cách thành phố Gaza 40 km về phía nam. Ngủ ngoài đường với con cái chúng tôi? Chúng tôi sẽ không làm vậy. Tôi không muốn cuộc sống nhục nhã này. Tới nay, đã có nhiều lời kêu gọi thiết lập các hành lang nhân đạo, đặc biệt là thông qua cửa khẩu Rafah tới Ai Cập, cửa khẩu ra vào dải Gaza duy nhất, không do quân đội Israel kiểm soát. Nhưng Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nói rằng, người dân Gaza cần phải kiên trì bám trụ mảnh đất của mình, đồng thời cảnh báo rằng việc người dân Gaza di tản hàng loạt sẽ đặt dấu chấm hết cho lý tưởng của người Palestine. Tại trại tị nạn Ansati phía tây thành phố Gaza, Mohammed Abu Ali đứng trước văn phòng cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, UNRWA. Hôm nay, chúng tôi không biết sẽ đi đâu, chàng trai 24 tuổi nói. Không có nơi nào an toàn. Chúng tôi đã tới Liên Hợp Quốc để tị nạn. Chúng tôi không biết phải làm gì. Chúng tôi không có thức ăn và nước uống. Tôi hỏi Liên Hợp Quốc trước trụ sở của họ, chúng tôi đi đâu? Khi các máy bay chiến đấu của Israel tấn công dải Gaza, giết chết hơn 1.500 người và phá hủy các tòa nhà để đáp trả cuộc tấn công chưa từng có vào cuối tuần trước của Hamas, lãnh đạo Israel đã nhiều lần kêu gọi dân thường chạy đi khi còn có thể. Hãy đi ngay bây giờ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói hôm 7 tháng 10, khi tuyên bố sẽ huy động toàn bộ lực lượng quân đội Israel để tấn công. Lối thoát khả thi duy nhất của người dân sống trên dải Gaza là qua ngã Ai Cập. Nhưng đến giờ, Ai Cập vẫn kiên quyết đóng cửa,
phản đối ý tưởng cho phép người dân ở dải Gaza vượt qua biên giới của họ vì sợ Ai Cập có thể bị lún sâu vào cuộc khủng hoảng. Người dân ở dải Gaza phải kiên định và ở lại trên đất của họ. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi phát biểu ngày 12 tháng 10 để đáp lại lời kêu gọi bao gồm từ các quan chức Mỹ về việc Cairo cho phép dân thường ở dải Gaza thoát thân. Ai Cập từ lâu đã lo ngại rằng Israel có thể lợi dụng cuộc khủng hoảng để biến cuộc xung đột dải Gaza thành vấn đề của Ai Cập. Ngày 10 tháng 10, Thủ tướng el-Sisi cho biết Ai Cập sẽ không cho phép giải quyết vấn đề của người Palestine mà gây thiệt hại cho các bên khác. Tuy nhiên, Ai Cập chịu áp lực ngày càng lớn, phải mở lối thoát hiểm cho 2.3 triệu người ở dải Gaza, khi họ đang rơi vào tình cảnh bị bao vây tứ phía và không có nơi nào để tránh bom đạn. Người Ai Cập cho biết họ sẽ cho phép mở một hành lang nhân đạo để đưa hàng viện trợ khẩn cấp vào dải Gaza sau khi Israel cắt nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu và nước để bao vây toàn diện. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ muốn Ai Cập cho phép dân thường rời dải Gaza qua cửa khẩu Rafah. Tại một cuộc họp báo ở Israel ngày 12 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với các quan chức Israel. Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Mỹ cũng đang tham vấn Ai Cập. Dải Gaza là một dải đất chật chội, có diện tích khoảng 365 km vuông. Người Palestine sống ở dải đất ven biển này đã phải chịu cảnh bị Ai Cập và Israel phong tỏa suốt 16 năm qua. Theo Liên Hợp Quốc, gần 340.000 người ở dải Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi cuộc xung đột mới bắt đầu, trong đó có 180.000 người dồn vào các nơi trú ẩn do Liên Hợp Quốc điều hành. Một số nơi trú ẩn cũng bị tấn công và Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 11 nhân viên của họ đã thiệt mạng. Ai Cập nói rằng họ muốn giảm bớt hoàn cảnh khó khăn của họ. Ngày 12 tháng 10, Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi các nước và nhóm viện trợ gửi hàng đến sân bay quốc tế tại En Aris thuộc khu vực Bắc Sinai của Ai Cập cách biên giới 56 mét. Dù Ai Cập nói rằng biên giới vẫn mở, nhưng nhiều cuộc không kích của Israel vào phía dải Gaza trong những ngày qua khiến biên giới bị đóng lại. Israel tuyên bố sẽ không cho phép viện trợ nhân đạo đến khi Hamas thả 150 người là con tin mà Hamas đã bắt đi sau cuộc tấn công cuối tuần trước. Vị trí của Ai Cập cho thấy vai trò quan trọng của nước này đối với dải Gaza. Tình hình Ai Cập có nguy cơ bị đảo lộn bởi một cuộc xung đột khó lường khi toàn bộ khu vực rơi vào hỗn loạn. Ai Cập từ lâu đã nhấn mạnh rằng Israel phải giải quyết vấn đề Palestine trong phạm vi biên giới của mình để bảo đảm khát vọng chính đáng của người Palestine về một nhà nước của họ. Mustafa Kamal al-Sayed, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Cairo, cho biết việc cho phép một số lượng lớn người ở dải Gaza đi qua Ai Cập dù với tư cách tị nạn sẽ làm sống lại ý tưởng rằng Sinai là quốc gia thay thế cho người Palestine. Một kịch bản khiến Ai Cập lo lắng là nước này có thể trở thành nước quản lý thực tế của dải Gaza. Theo The New York Times, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.